theo đến mẫu chuyện thứ bảy, dình giới luật. Phật theo lời cô ba phạm thị tụi, vốn sẵn có lòng từ bi và có trách nhiệm cứu nguyên dân nước, Đức Thầy không thể lặng nhìn đồng bào miền Bắc đang bị giặc đói quằn hành, nên Ngài đứng ra cổ võ đồng bào miền Nam chung sức gạo tiền để trở ra cứu trợ miền Bắc. Mặt khác, Ngài kêu gọi toàn dân nỗ lực tăng gia sản xuất, bởi muốn cứu khỏi tai nạn của nước nó giả dài là trước đầu tiên. Cuộc hành trình này mệnh danh là khuyến nông, kéo dài từ ngày mùng 1 tháng 5 đến cuối tháng 6 năm Ất Dậu 1945. Đức Thầy khởi hành từ Sài Gòn rồi đi khắp vùng châu thổ sông Cửu Long, miền Tây Nam Việt, và đăng đàn thuyết pháp 107 nơi. Mỗi nơi số người dự nghe ngoài sức tưởng tượng. Vào ngày 6 tháng 6, Ngài thuyết giảng tại sân vận động xã Mỹ Hội Đông. Từ lúc được tin ấy, ai ai cũng chuẩn bị chỉ để một người có nhà, còn bao nhiêu thì đi dự tính. Có nhiều gia đình đóng cửa bỏ đó, người nhà đồng kéo đi hết. Nhưng khi trở về, chẳng nhà nào bị mất đồ đạc, trong số đó có gia đình cô ba tuổi là một. Cho nên số người dự tính nơi đây, ngoài các tín đồ đã quy y theo đạo từ năm 1939, còn có đủ mặt đồng bào các giới. Hôm đó, ngoài việc khuyến nông, Đức Thầy còn khuyến tu và đề cập đến giới luật thật nhiều. Ngài giảng rành rẽ về 8 điều răn cấm và đọc đi đọc lại 3 lượt. Mỗi lần đọc dứt 8 điều răn cấm thì Ngài kêu hỏi: tất cả bốn đạo và bà con hiện có mặt hôm nay, nếu ai bằng lòng giữ gìn theo đây, hãy đưa tay lên. Bây giờ mọi người đồng đưa tay. Qua 3 lần như vậy, Ngài dừng lại nửa phút rồi nói tiếp: sau này nhắm mặt một thời gian, rồi Thầy sẽ trở về với nguyên sắc cũ. Tất cả bốn đạo hãy nhìn Thầy cho kỹ, kẻo sau này bị lầm những kẻ giả trá. Sau đây là Phật phụ bình. Xưa cổ đức đã bảo: tam giới Phật pháp, giới di căn bản, bản chi bất tu, đạo diễn hồ tai. Tạm dịch: lời xưa chư Phật ba đời đều tu giới luật làm thời bản căn. Bản căn nếu chẳng trì hằng, ắt là néo đào khó bằng nên công. Thì nay Đức Giáo Chủ cũng dạy, điều cần yếu là chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đúng vậy, giới luật là điều căn bản của các hạng tu hành, không luận kẻ xuất gia hay cư sĩ, thiện tín hay tăng ni. Tuy có kẻ thọ giới nhiều, người thọ giới ít, chung quy là mỗi người đều phải giữ giới. Chính đó là hàng rào để ngăn chặn các điều tội lỗi. Một nhà tu nếu không giữ gìn giới luật thì khó mong hết lỗi, mà tội lỗi chưa hết, thử hỏi đường đạo đi đến đâu. Cho nên tại vị trí nói trên, Đức Thầy giảng đi giảng lại 8 điều răn cấm 3 lần. Đó là Ngài muốn cho mỗi tín đồ nhận định chính xác để gắn công trì giới. Bởi Ngài xét biết, đối với đời sống dân vật hiện nay, người tu rất dễ vi phạm giới luật. Mà nếu giới luật không gìn thì chẳng những đạo quả không đạt, lại còn luống phí một kiếp tu hành. Có mong gặp lại cơ hội. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Phương chi yếu điểm của nhà tu là cần đạt huệ, mà muốn có trí huệ trước tiên phải giữ giới. Nhân giới mới sanh định, và nhân định mới phát huệ. Tức là nhờ có giới, định, huệ, tam học mới trừ được tham, sân, si, tam độc, mà chứng thành đạo quả. Trong tấm kinh Đức Thầy luôn chỉ dạy: nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Hoặc dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tàn. Và câu:
Đồ lao muốn lanh sớm nghe ta, bổ thị trì chay giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc cạn quan. Còn việc đức thầy tiên tri sau này sẽ vắng mặt một thời gian, rồi thầy sẽ trở về với nguyên sắc cũ. Trường hợp này ngài cũng có nói với ông Ngô Thành Bá trong dịp dưới núi Tà Lợn. Ngày sau thầy sẽ xa cách bổn đạo một thời gian, vì ấy tín đồ phải chịu đau khổ và không ai biết đức thầy ở nơi nào. Từ độ ấy đến nay, qua những lần pháp nạn đủ chứng minh một cách rõ ràng cho lời tiên tri nói trên. Vậy trên đường tu dầu gặp nhiều đau khổ, ta không nên bi quan chùn bước, vì đây là định luật. Đời cùng đạo bi quan ly hiệp, thế gian hiếm kẻ thanh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan. Có kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Chỉ e người thiếu đức tin và lòng kiên nhẫn, rồi trùng chân thoái bước. Vậy ta hãy nhận thức qua loài quạ ô thước, tuy nhỏ bé nhưng cũng bắt được cái cầu đá tại sông Ngân cho Ngưu Lang chức nữ trùng phục. Huống chi một đấng giác ngộ như đức thầy, có lý nào chẳng hoàn thành sứ mạng hay sao? Và mỗi tín đồ nên lo tròn bổn phận, chứ đừng sợ ngài không trở lại và nhiệm vụ chẳng thành công như ngài đã thốt. Mạng tở sông Ngân cầu lối nhịp, lo chi ô thước chặn sông cầu. Và ngài còn hứa hẹn với các tín đồ, ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có nung nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Còn điểm chót đức thầy căn dặn, rồi đây sẽ trở về với nguyên sắc cũ. Tất cả bốn đạo hãy nhìn thầy cho kỹ, kẻo sau này bị lầm những kẻ giả trá. Câu nói này đức thầy cũng có nói với nhiều người, như cô Cò ở Sài Gòn và ông Nguyễn Phước Còn ở Long Kiến. Bởi đón biết sau này có 3.600 manh mối tà đạo ra đời, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Thừa lúc đức thầy vắng mặt, bọn chúng giả xưng là ngài mượn xác, hoặc bày ra mưu này trước nọ để gạt gẫm tín đồ nhẹ dạ thiếu trí mê tín theo, làm điều sằng bậy mà hư hỏng cuộc đời. Lầm tà đạo nhân hư bất dục, nên ngài hằng khuyên: đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm mũi đọa thân uổng kiếp. Và để tăng trưởng lòng tin mọi người, ngài hứa hẹn một cách chắc chắn: tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quảng cầu đến đó ấm cùng no. Cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt khỏi hương với tật tội. Trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Nam mô A Di Đà Phật.